phút qua phà chúng ta đã đến với được bến bờ Đồng Tháp. Và sau kết thúc chuỗi ngày hơn 7 ngày du khảo đồng bằng sông Cửu Long. Và bây giờ mời các bạn đi đến giờ tạm biệt An Giang và đến với Đồng Tháp. Quê Giang đó.